Muôn pháp đều thông, muôn pháp gồm đủ, cả thảy chẳng nhiễm, lìa các pháp tướng. Một mày không có chỗ sở đắc là bậc tối thượng thừa. Thừa có nghĩa là tâm thực hành theo đạo, chớ chẳng phải là khẩu tranh biện. Người phải tự tu, đừng hỏi ta vậy. Trong cả thảy thời gian tánh mình phải tự như như, trí thường làm lễ tạ ơn theo hầu hạ đại sư đến trọn đời ngài. Rằng, một ngày kia trí thường hỏi lục tổ đại sư, Phật thuyết pháp tam thừa, thanh văn duyên giác Bồ Tát, lại nói tối thượng nhất thừa, đệ tử con không hiểu rõ, cúi mong hòa thượng khai thị. Lục tổ đại sư trả lời, ông cần phải hồi quang phản chiếu xem tự tâm của chính mình, không nên rong ruổi bên ngoài tìm cầu, chấp trước vào pháp tướng bên ngoài. Pháp vốn không có tứ thừa, ngay nhất thừa cũng không có, chỉ vì tâm người có sai biệt mà thôi. Giả như ông thấy nghe và đọc tụng kinh điển thì thuộc về người tiểu thừa. Nếu ông có thể ngộ pháp giải nghĩa, hiểu biết rõ ràng sáng suốt thì thuộc về người trung thừa. Nếu ông không những hiểu rõ mà có thể chân thật thực hành thì thuộc về người đại thừa. Tất cả pháp đều quán thông, cụ bị, trong tâm không có chướng ngại. Và ông cũng hiểu rõ đạo lý vạn pháp là tâm, tâm là vạn pháp. Và nếu đối với tất cả pháp đều không nhiễm trước, lì trừ pháp tướng không một sở đắc, ông thuộc về người tối thượng thừa. Thừa là tu hành, không phải nơi cửa miệng tranh luận, cho nên ông cần phải tự mình tu hành. Tôi không thể thế ông tu hành, cho nên nói, tự mình ăn cơm, tự mình no, tự mình sanh tử, tự mình liễu. Bất cứ lúc nào cũng cần phải tự tánh, tự như như, tự mình thấy biết rõ ràng tâm mình. Từ đó trở về sau, trí thường trở thành người hầu cận đại sư, hầu hạ phụng dưỡng cho đến đại sư viên tịch mới rời khỏi chùa Nam Hoa. Tăng Trí Đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu đến cầu chỉ dạy, bạch rằng, học nhân từ khi xuất gia xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm mà chưa rõ đại ý, cúi mong hòa thượng thương xót chỉ dạy. Sư nói chỗ nào ông chưa rõ, bạch, chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt diệt rồi, vắng lặng tịch diệt là vui, nơi đây con nghi ngờ. Giảng, lại có Tăng Trí Đạo là người huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, Trí Đạo đến thỉnh giáo lục tổ đại sư, còn từ khi xuất gia đến nay thường đọc tụng kinh Niết Bàn đã hơn 10 năm, nhưng vẫn không rõ đại ý, cúi mong hòa thượng vì con giáo đạo. Đại sư hỏi, ông không hiểu chỗ nào? Trí Đạo nói, trong kinh có một bài kệ, chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đây là chỗ con có điểm nghi hoặc. Trước nói nguồn gốc của bài kệ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời quá khứ vì pháp quên mình, vì cầu nửa câu kệ mà bỏ thân mạng, cũng vẫn không tiếc. Có một kiếp Đức Phật tu hành trên núi tuyết, một ngày kia nghe có người nói chư hành vô thường thị sinh diệt pháp, nói đến đây liền ngừng lại. Vị đạo nhân tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một con quỷ La Sát nói, bèn hỏi quỷ La Sát, bài kệ tụng này vẫn còn hai câu chót, tại sao ngươi không nói? Tôi đã ba ngày không có cái gì ăn, đói không còn sức lực, nói không ra hơi. Người cố gắng nói ra hai câu chót, ta tình nguyện đem thân bố thí cho ngươi. Đã nói thì phải giữ lời, ông không được hối hận, nói mà không giữ lời. Người tu hành không nói láo, nhưng ta có một điều kiện. Sau khi ngươi nói xong hai câu kệ, để ta khắc trên cây, lưu truyền cho người sau, sau đó mới đem thân này cúng cho ngươi. Được rồi, tôi sẽ mãn nguyện ông. Thế rồi quỷ La Sát liền nói ra hai câu kệ chót, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Vị đạo nhân liền lập tức khắc bài kệ trên cây cổ thụ, lại nghĩ khắc trên đá, thời gian có thể lâu dài, khiến cho người sau y pháp tu hành, bèn yêu cầu quỷ La Sát đợi thêm một chút. Quỷ La Sát nhìn thấy vị đạo nhân thành tâm như thế, liền đồng ý nói, ông khắc nhanh lên một chút, tôi thực đói không chịu nổi rồi. Ngài liền khắc trên đá 16 chữ, chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sau khi khắc xong, bèn nói với quỷ La Sát, ta đã hoàn thành tâm nguyện, mời ngươi đến ăn thịt ta đi. Nói xong nhắm mắt tịnh tọa, không một chút sợ sệt, nhất tâm cúng dường. Cho nên nói, vi thiện tối lạc, vị đạo nhân trong tâm an lạc vô cùng, xem cái chết như sự trở về. Đợi rất lâu không thấy quỷ La Sát hành động, mở mắt nhìn La Sát quỷ đã bay lên hư không,
Trên không trung hiện ra thân trời, thì ra thiên nhân đến thử thách lòng thành cầu pháp của ngài. Sư nói, bởi cớ nào mà ngươi sanh nghi? Bạch, cả thảy chúng sanh đều có hai thân là sắc thân và pháp thân. Sắc thân không thường tồn, có sanh có diệt. Pháp thân là thường tồn, không hay không biết, vô tri vô giác. Kinh nói, sanh diệt dứt rồi, vắng lặng là vui. Chẳng biết thân nào vắng lặng, còn thân nào hưởng sự vui. Nếu là sắc thân thì lúc sắc thân tiêu diệt, bốn đại dã tan toàn nhiên là khổ, mà khổ thì không thể nói vui được. Còn nếu là pháp thân thì pháp thân là vắng lặng, tức là giống như loài cỏ cây ngói gạch, thế thì cái chi hưởng sự vui. Lại pháp tánh là cái thể của sự sanh diệt, năm uẩn là cái dụng của sự sanh diệt. Một cái thể năm cái dụng, sanh diệt là thường, sanh là do thể mà khởi ra dụng, diệt thì thâu dụng về thể. Nếu chịu sanh trở lại, tức là loài hữu tình, tâm niệm chẳng dứt chẳng tắt. Còn nếu chẳng chịu sanh trở lại thì về cảnh giới vắng lặng tịch diệt đời đời, đồng với vật không tình, vô tình. Thế thì các pháp đều bị niết bàn ngăn chế, cấm phục, còn chẳng đặng sanh có gì là vui. Giảng, Lục Tổ đại sư hỏi, bài kệ tụng này rất rõ ràng, ông có nghi hoặc gì? Chí đạo nói, tất cả chúng sanh đều có hai loại thân thể. Một loại là sắc thân, có hình có sắc. Một loại là pháp thân, vô hình vô tướng. Sắc thân thuộc về vô thường, nó có sanh có diệt, mà pháp thân thì thường trụ, cũng không có trì giác. Kinh Niết Bàn nói, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Còn không biết thân nào là tịch diệt, thân nào thọ lạc, là sắc thân tịch diệt mà pháp thân thọ lạc, hay là pháp thân tịch diệt, sắc thân thọ lạc. Nếu sắc thân thọ lạc, sắc thân sau khi diệt, người chết đi thì tứ đại, đất nước lửa gió phân tán, đó toàn là cảnh giới khổ, khổ không thể bàn, thì không thể gọi là lạc. Nếu pháp thân tịch diệt, pháp thân thì giống như cây cối, đá gạch, có cái nào thọ lạc. Lại pháp tánh là bổn thể của sanh diệt, ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức là dụng của sanh diệt. Trong một cái bổn thể của pháp sanh ra 50 năm loại dụng. Nếu sanh diệt là thường, nếu từ pháp thể sanh ra 5 loại dụng này, đến lúc diệt thì nhiếp 5 dụng này mà quy hoàn pháp thể. Nếu nó lại sanh, đạo lý này chính là tất cả muôn loài hữu tình, không đoạn, không diệt, tức là thường. Nếu không cho phép nó sanh ra lần nữa, thì vĩnh viễn quy về tịch diệt, giống như những vật vô tình, cây cỏ, đá gạch. Nếu như vậy thì tất cả chư pháp đều bị niết bàn chế phục, cấm chỉ, biến thành đoạn diệt, ngay thác sanh cũng không được tự do, thì có gì an lạc? Sư nói, ông là con nhà Thích Phật, sao tập theo chỗ tà kiến, đoạn kiến và thượng kiến của ngoại đạo mà bàn qua pháp tối thượng thừa? Cứ theo chỗ ông nói thì ngoài cái sắc thân riêng có cái pháp thân, lìa chỗ sanh diệt cầu nơi tịch diệt, lại nghĩ cảnh niết bàn là thường vui, nói rằng có cái thân thọ dụng, ấy là cố chấp, tiếc thương chỗ sống chết, quá nhiễm sự vui sướng ở thế gian. Ông nay phải biết Phật thấy cả thảy các người mê muội, nhận năm uẩn hòa hiệp làm các tướng của thân mình, phân biệt cả thảy các pháp là các tướng của thế gian, ở ngoài ưa sống ghét chết, niệm niệm đổi rời, chẳng biết sự mộng viễn giả dối, luống chịu sanh tử luân hồi, lấy cảnh thường vui niết bàn đổi lại làm trạng tướng khổ não, và chọn ngày chỉ cầu ở ngoài. Vì đó ngài mới động lòng thương xót, mà chỉ cái thiệt vui của niết bàn. Niết bàn chân lạc, trong một sát na không có tướng sanh, trong một sát na không có tướng diệt, lại cũng không có sự sanh diệt gì mà nên tắt dứt. Ấy là cái tâm vắng lặng tịch diệt hiện ra rõ ràng. Đương lúc cái tâm vắng lặng hiện ra rõ ràng, cũng không nghĩ tới chỗ hiện ra đó, ấy gọi là thường vui thường lạc. Sự thường vui ấy không có thọ cảm, cũng không có chỗ chẳng thọ cảm. Há có cái tên một thể năm dụng sao? Hà huống lại nói niết bàn ngăn chế các pháp, khiến cho đời đời chẳng sanh, ấy là nhạo Phật báng pháp vậy. Rằng, Lục Tổ đại sư nói, ông là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại là một người xuất gia, tại sao lại tu tập tà thuyết của ngoại đạo? Sao lại tu tập tà kiến, tà chi, chấp thường chấp đoạn của ngoại đạo mà đàm luận Phật pháp tối thượng thừa? Căn cứ đạo lý mà ông nói, tức ngoài sắc thân lại có pháp thân, ly khai sanh diệt lại có một cái tịch diệt. Ông đi tìm đạo lý niết bàn thường lạc ngã tịch, nói có thân thọ dụng, cái lạc này phải không?
Kiến giải của ông là chấp trước sanh tử, trầm trệ vào chỗ này, không muốn giả bỏ khoái lạc thế gian mà không biết cái an lạc xuất thế. Tối nay vì ông thuyết giảng, ông cần biết người mê hiểu lầm ngũ ấm hòa hợp là thể tướng của mình. Họ phân biệt tất cả pháp là trần tướng bên ngoài và muốn sanh sợ chết. Niệm niệm sống trong chấp trước, không biết tất cả đều là mộng huyễn bào ảnh, đều là hư giả không thực. Cho nên trong lục đạo luân hồi, uổng thọ sanh sanh tử tử mà suy luận đo lường, thường lạc ngã tịnh, niết bàn diệu đức, ngược lại cho là khổ tướng, nên suốt ngày rong ruổi bên ngoài tìm cầu. Đức Phật vì thương xót lại chúng sanh này, cho nên chỉ dạy cái vui chân chánh của niết bàn. Chính trong sát na, thời gian rất ngắn, không có tướng sanh, trong sát na cũng không có tướng diệt. Vốn trong cái sanh diệt cũng không có tướng diệt. Lúc đó trong sanh diệt liền có cảnh giới không sanh diệt hiện tiền. Lúc tịch diệt hiện tiền cũng không có suy tưởng đo lường hiện tiền. Tức không có tướng tịch diệt rộng lớn bao nhiêu, đó chính là thường lạc. Hoàn toàn không có ai thọ lạc, cũng không có một cái không thọ lạc. Tại sao vậy? Đó chính là bổn lai tự tánh hiện tiền. Sao lại có một cái pháp thể? Sao lại có năm cái dụng của ngũ uẩn? Hà huống như lời ông nói, niết bàn cấm chế, nhị trừ pháp, khiến nó vĩnh viễn không sanh. Đây là tri kiến bất chánh của ông. Nếu ông nói như thế thì đó là loại kiến giải sai lầm, hủy báng Phật Pháp. Hãy nghe ta kệ. Vô thượng đại niết bàn trí diệu, thanh tịnh thường tịch chiếu viên minh, kẻ phàm phu gọi chết hết sinh, người ngoại đạo chấp tin rằng dứt đoạn diệt. Tìm đạo pháp nhị thừa các bậc, bỏ mọi điều gọi thật vô vi, thầy thuộc tình độ lượng mê si, 62 giống gốc thì tà kiến, ấy giả lập có tên cùng tiếng, đâu phải là thật diệu nghĩa chân, chỉ có hàng trí huệ cao nhân mới thông suốt không còn chấp bỏ. Cả thầy, cả năm uẩn phép kia biết rõ, đến cái ta trong đó cũng thông. Sắc tượng ngoài ứng hiện muôn trùng, âm thanh tướng khắp cùng động biến, xem bình đẳng lòng không sao xuyến, kể như là mộng huyễn hư không. Thấy thánh phàm chẳng khởi hai lòng, niết bàn cũng quyết không bàn giải. Việc quá khứ vị lai hiện tại, hữu vô đồng cả thầy dứt trừ. Lục căn thường ứng dụng như như, mà ý chẳng tưởng tư ứng dụng. Các pháp tướng biện phân rõ đúng, mà ý không có tưởng biện phân. Lửa kiếp thiêu đáy biển khô khan, gió rung núi trọi tan nát nghiến, ấy tịch diệt chân thường lạc hiện, thế mới là thật diệu niết bàn. Vốn ta nay gượng nói rõ ràng, dạy ngươi phải phá tan tà kiến. Lời ta nói chớ đem luận biện, mở tánh ngươi tri kiến chút thôi. Chí đạo nghe kệ rồi, tâm tánh tỏ sáng, không xiết vui mừng bèn làm lễ lui ra. Giảng lục tổ đại sư nói: Hãy nghe bài kệ của tôi. Đại niết bàn trí cao vô thượng là viên mãn, quang minh thường hằng bất biến, tịch mà thường chiếu. Kẻ phàm phu ngu muội gọi đó là chết rồi, kẻ ngoại đạo chấp cho là diệt. Nhị thừa thanh văn duyên giác cho rằng nó không có tạo tác. Trên đây bất luận nó là chấp đoạn hoặc chết hoặc không sở tác, đều là dùng nghi tình phàm phu đánh giá phân biệt, đó đều thuộc căn bổn 62 kiến. Cái gì gọi là 62 kiến? Đó chính là trong ngũ uẩn, mỗi uẩn lại chia thành 4 loại, 5 nhân 4 là 20. Hiện tại 20, quá khứ 20, vị lai 20, cộng thành 60 kiến, thêm vào 2 kiến thân và thần mà thành ra 62 loại biên kiến đoạn thường có không? Mỗi uẩn phân làm 4 loại, tức là 1. Uẩn lớn ngã ở trong, 2. Ngã lớn mà uẩn ở trong ngã, 3. Uẩn tức là ngã, 4. Ngã đi khai uẩn. 62 kiến này đều là giả danh do hư vọng lập ra, chỉ có người vượt qua tư lượng suy lường của phàm phu nhị thừa ngoại đạo, người này mới có thể thông đạt pháp tướng không thủ không xả, mà có thể chân thực biết pháp ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức và ngã trong ngũ ấm, và mọi sắc tượng hiện bên ngoài ngã, cùng với tất cả tướng âm thanh đều là bình đẳng,
như mộng huyễn bào ảnh. Cũng không khởi kiến giải phàm phu, cũng không khởi cái thấy biết của thánh nhân, cũng không đưa ra sự giải thích niết bàn an lạc. Người này không lạc vào hai bên, cũng không chấp vào không, cũng không chấp vào có. Tam tế là quá khứ tế, hiện tại tế, vị lai tế. Người này cũng không chấp vào quá khứ, hiện tại, vị lai, tự tánh chân như, thường năng tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, ứng dụng vô cùng, tức là có thể ứng cái dụng mọi căn mà không cùng tận, nhưng cũng không sanh ra tôi, có cái tướng của dụng, và cũng không có tâm phân biệt chư pháp, cũng không khởi cái tưởng tôi không có phân biệt. Nếu ông vẫn còn có cái tưởng không khởi phân biệt, đó vẫn còn có tưởng phân biệt, cần phải ngay tưởng phân biệt cũng không còn. Kiếp hỏa, tức tam tai khi khởi có hỏa tai, có thể đốt khô cả đại dương. Lúc phong tai khởi thì có thể làm cho các hòn núi đập vào nhau. Nếu ông có thể đạt đến cái vui chân thường tịch diệt, tướng niết bàn giống như trên đã nói, bất luận tam tai khởi lên cũng không có liên quan gì đến ông. Nay tôi miễn cưỡng thuyết pháp này khiến cho ông bỏ đi tà tri kiến giải của ông. Ông không nên theo văn tự mà giải thích kinh điển, như thế chỉ có thể lĩnh ngộ một phần nào kinh điển mà thôi. Chí đạo, sau khi nghe lục tổ đại sư giảng xong bài kệ, lập tức đại ngộ, vui mừng nhảy nhót, khấu đầu đảnh lễ mà lui về một bên. Hành tư thiền sư, con nhà họ Lưu, sanh trưởng tại huyện An Thành, phủ Kiết Châu, nghe pháp tịch Tào Khê, khai hóa thạnh hành, bèn đến làm lễ đại sư mà hỏi rằng, tu hành phải làm theo pháp nào mới khỏi lạc vào giai cấp? Sư nói, ngươi từng làm theo pháp nào? Bạch, pháp thánh đế, tôi cũng chẳng làm theo đó. Sư nói, lạc vào giai cấp nào? Bạch, pháp thánh đế, còn chẳng làm theo, thì đâu có giai cấp. Đại sư rất trọng người lợi căn, bảo hành tư làm đầu đại chúng. Một ngày kia, đại sư kêu hành tư mà dạy rằng, ngươi phải tách ra đi hóa độ một phương, đừng để mối đạo đoạn tuyệt. Hành tư đã đắc pháp, bèn trở về núi Thanh Nguyên, phủ Kiết Châu mà hoằng hóa độ sanh. Sau khi tịch, người được tặng là Hoằng Tế Thiền Sư. Giảng, ngài hành tư vừa đi đường vừa suy tư. Suy tư điều gì? Ngài tư, suy tư niệm Phật là ai? Ai đang niệm Phật? Cho nên gọi ngài là Thiền Sư hành tư. Ngài là người huyện An Thành, tỉnh Kiết Châu, họ Lưu. Lúc đó đạo phong tại đạo trường Tào Khê vang rền khắp nơi, ai ai cũng biết. Người kế thừa ngũ tổ đại sư là lục tổ đại sư đang ở Tào Khê hoằng dương Phật Pháp, pháp tịnh, thịnh hành. Mỗi ngày có mấy ngàn người đến độ trai, người thì là như vậy. Lưu hư bổng thạnh, lưu hư tức là chỗ của quý vị không có người, họ liền chạy mất. Giống như chỗ chúng ta ở đây có mấy chục người, nếu chỉ lưu lại 5-3 người thì người người đều bỏ đi mất. Bổng thạnh. Chẳng hạn, như nghe nói Phật giáo giảng đường có rất nhiều người, ngay cả kẻ hippie đến đây cũng cạo bỏ râu tóc. Thật không thể nghĩ bàn, mọi người mau chóng đi xem. Mọi người ùn ùn kéo đến càng ngày càng đông. Lúc đó ở chùa Nam Hoa, mọi người đều đi bổng thạnh. Pháp tịch thạnh hành cũng có thể gọi bổng thạnh, cũng có thể sửa là bổng thánh, thánh hiền. Vì lục tổ là bậc thánh, tổ sư cho nên mọi người đến đó ủng hộ ngài. Thiền sư hành tư nghe người ta nói như thế, lục tổ đại sư thật bất khả tư nghị a. Ngài có ngũ nhãn lục thông, bất luận trong tâm ông nghĩ cái gì lúc chưa mở miệng, ngài đã hỏi trước rồi. Cho nên thiền sư hành tư cũng đến khấu đầu đảnh lễ, tiếp theo liền thưa hỏi đại sư. Nên tu pháp môn gì mà không lạc vào giai cấp? Giai cấp chính là tiệm pháp, cần phải tu pháp gì mới là đốn pháp? Lục tổ đại sư hỏi, lúc trước ông làm gì, ông đến đây muốn cầu cái gì? Đại sư hành tư nói, con đối với tứ thánh đế khổ tập diệt đạo đều quên hết rồi, không làm nữa. Lục tổ đại sư nói, thánh đế ông cũng không làm, vậy lạc vào giai cấp nào? Đại sư hành tư trả lời, con đối với thánh đế còn không làm, vậy thì có giai cấp gì nữa? Lục tổ đại sư vừa nghe liền biết hành tư nhất định có bản lãnh, có thiện căn, không phải người tầm thường. Vì thế đối đãi đặc biệt, xem hành tư là bậc long tượng pháp môn, là người có thể kế thừa làm tổ sư. Lục tổ đại sư liền bảo ngài làm thủ tọa đại chúng, hướng dẫn đại chúng lên chánh điện tụng kinh,
quá đường tạ hương. Một ngày nọ, Lục Tổ Đại Sư nói với ngài Hành Tư rằng: "Ông không nên ở chỗ tôi, cần nên đến chỗ khác làm vị tổ giáo hóa, không nên để cho Phật Pháp đoạn diệt." Sau khi Đại sư Hành Tư được Lục Tổ Đại Sư truyền cho Pháp Diệu Tâm Ấn, liền trở về núi Thanh Nguyên Kiết Châu. Hoằng Dương Phật Pháp, Thiệu Long Phật Chủng, Vua Hỷ Tông Đời Đường truy phong là Hoàng Tế Thiền Sư. Hoài Nhượng Thiền Sư, con nhà họ Đỗ ở huyện Kim Châu, ban sơ đến viếng An Quốc Sư ở núi Tung Sơn. An Quốc Sư gọi Thiền Sư qua Tảo Khê, viếng Huệ Năng Lục Tổ, Hoài Nhượng đến làm lễ. Sư hỏi rằng ở xứ nào đến đây? Bạch: núi Tung Sơn. Sư hỏi vật gì, làm sao đến? Bạch: nói giống một vật là không chúng. Sư nói còn tu chứng phải chăng? Bạch: tu chứng thì chẳng phải là không có, còn nhiễm trước thì không đặng. Sư nói chỉ có sự chẳng nhiễm trước ấy là chỗ hộ niệm của chư Phật vậy. Người đã như thế, ta cũng như thế. Được Bát Nhã Đà La bên Tây Thiên Trúc có lời sấm rằng dưới chân người sẽ sinh ra một con ngựa tơ mạnh mẽ đạp chết người trong thiên hạ. Đó là điểm ứng tại tâm ngươi, chẳng cầu vội nói. Hoài Nhượng Thiền Sư liền suốt thông, hiểu rõ điều ấy, mới theo Đại Sư hầu hạ 15 năm, một ngày kia đạt được chỗ huyền áo. Sau Thiền Sư qua núi Nam Nhạc mở rộng cửa Thiền Tông, sau viên tịch rồi, người được sắc phong là Đại Huệ Thiền Sư. Giảng: Hoài là hoài niệm, nhượng là khiêm nhường. Vị thiền sư này đối với ai cũng đều không có tâm cống cao, ngài rất từ bi, hạ mình, khiêm nhường, cung kính. Trong tâm ngài thường hoài niệm niềm cung kính, đối với bất cứ người nào cũng đều lịch sự lễ độ, có dường như không, thực như hư. Thiền sư là người Kim Châu, con nhà họ Đỗ, ban đầu yết kiến An Quốc Sư ở Tung Sơn học tập Phật Pháp, nhưng Quốc Sư An phái ngài đến Tào Khê học Phật Pháp. Vì đương thời ai cũng biết Tào Khê là Phật Pháp Chánh Tông, giống như hiện nay người Mỹ muốn học Phật Pháp chân chánh thì phải nghiên cứu kinh điển, lại cần phải không sợ khổ, không sợ khó khăn, không làm biếng học tập Phật Pháp. Lúc đó chùa Nam Hoa của Lục Tổ Đại Sư cũng là mỗi ngày tọa thiền làm công quả. Lúc đó công khóa rất nghiêm mật, sáng sớm 3 giờ rưỡi thức dậy, 4 giờ công phu sáng, 5 giờ tọa thiền, trời vừa sáng thì ăn cháo. Sau đó lại ngồi thiền 1 giờ đồng hồ, lúc này là khoảng 8 giờ nên bắt đầu chấp tác cho đến 10 giờ. Chấp tác xong trở về nghỉ ngơi 1 giờ đồng hồ, 11 giờ thì độ ngọ xong là ngồi thiền, 12 giờ ngồi đến 2 giờ, 2 giờ lại chấp tác đến 4 giờ. Làm xong trở về lại ngồi thiền, tụng kinh bái sám cho đến 10 giờ đêm, có người dụng công đến 12 giờ khuya. Mỗi người tự dụng công của mình, mỗi ngày đều như thế, đạo phong rất nghiêm cẩn. Ai cũng phải cần giữ gìn giới luật quy củ. Mấy ngàn người đồng tụ tập mà không nghe một tiếng nói chuyện. Tại sao vậy? Vì nói chuyện sẽ có nhiều vọng tưởng, không được chuyên tâm dụng công. Lúc đó đạo trường của Lục Tổ Đại Sư nghiêm khắc như thế, cho nên Thiền Sư Hoài Nhượng cũng đến nhập chúng tu hành. Sau khi được thầy tri khách dẫn đến yết kiến Lục Tổ, Thiền sư liền khấu đầu lễ bái. Lục Tổ hỏi: cái gì đến? Thiền Tông hay dùng cơ phong, không giảng đạo lý, vốn là người đến, ngài lại hỏi cái gì đến? Vốn là thầy tăng đến mà Lục Tổ Đại Sư lại hỏi cái gì đến? Thiền sư Hoài Nhượng trả lời: con từ Tung Sơn đến. Lục Tổ Đại Sư hỏi: vật gì, làm sao đến? Đây là lời của Thiền Tông. Thiền sư Hoài Nhượng vừa nghe liền hiểu rõ, nói: nếu nói là một vật thì không trúng. Lục Tổ Đại Sư hỏi: ông nói một vật thì không thể được, vậy vẫn còn sở tu sở chứng chăng? Đáp: tu thì có sở tu, chứng thì có sở chứng, tu chứng thì có, nhưng nhiễm ô thì không thể được. Đó chính là trong tự tánh cần phải quang minh sáng suốt. Lục Tổ Đại Sư nghe Thiền Sư Hoài Nhượng nói như thế liền nói: cái không nhiễm ô chính là diệu pháp mà chư Phật hộ niệm. Ông đã được như thế, tôi cũng là như thế. Không thể ô nhiễm, tự tánh cần thanh tịnh. Tự tánh ô nhiễm chính là tâm phan duyên, tâm tật đố, tâm chướng ngại, tâm tham, tâm sân, tâm si, vô minh. Nếu những thứ này đều không còn thì không còn ô nhiễm. Lục Tổ Đại Sư lại nói: Pháp Sư Ấn Độ Bát Nhã Đà La có lời dự đoán. Môn hạ Thiền Sư Hoài Nhượng có một con ngựa tơ, Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất.
sẽ đạp chết người trong thiên hạ. Đó là dụ cho biện tài của Ngài vô ngại, trí huệ rộng lớn, khiến cho các pháp sư khác đều bị nhiếp phục mà vui mừng thành phục. Dự đoán này ứng vào thân ông, ông không nên gấp nói pháp, nên đợi đúng thời cơ. Thiền sư Hoài Nhượng nghe Lục Tổ đại sư nói như thế, liền khế hiệp ý của Lục Tổ. Vì thế bèn ở bên cạnh Lục Tổ đại sư làm thị giả hơn 15 năm, sở ngộ đạo lý càng ngày càng sâu. Sau đó liền đến núi Hành Sơn Nam Nhạc Hồ Nam triển dương yếu nghĩa Thiền Tông. Ngày 11 tháng 8 Thiên Bảo năm thứ 3 viên tịch tại Hằng Sơn Nam Nhạc, triều đình truy tặng là Thiền sư Đại Huệ. Thiền sư Huyền Giác ở Vĩnh Gia, họ Đới quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ tập kinh luận chuyên về pháp môn chỉ quán của Tông Thiên Thai. Nhân xem kinh Duy Ma Cật phát minh được tâm địa, chợt gặp đệ tử của tổ là Huyền Sách thăm hỏi, cùng bàn chuyện sôi nổi mà mỗi lời nói ra đều thầm hợp với chư tổ. Huyền Sách hỏi: "Nhân giả được pháp nơi thầy nào?" Huyền Sách đáp: "Tôi nghe kinh luận phương đẳng, mỗi chỗ đều có thầy truyền thừa. Sau nơi kinh Duy Ma Cật ngộ được Phật Tâm Tông mà chưa có người chứng minh." Huyền Sách bảo: "Từ Đức Phật Oai Âm Vương về trước tức được, từ Phật Oai Âm Vương về sau không thầy mà tự ngộ, chọn là thiên nhiên ngoại đạo." Huyền Giác nói: "Xin nhân giả vì tôi chứng minh." Huyền Sách bảo: "Chỗ tôi nói e còn sơ thất. Ở Tào Khê có Lục Tổ đại sư, bốn phương đều quy tụ nơi đó mà thọ pháp với Ngài. Nếu nhân giả muốn đến thì tôi cũng đi với." Giảng Vĩnh Gia là tên đất, vì người tôn kính vị pháp sư này cho nên xưng Vĩnh Gia. Kỳ thực Huyền Giác là tên Ngài. Ngài sinh ở huyện Vĩnh Gia, Ôn Châu, họ Đới. Thời niên thiếu, Ngài nghiên cứu kinh Phật và các bài luận do các tổ sư thuyết ra. Đối với pháp môn chỉ quán của Tông Thiên Thai rất tinh thông, sau xem kinh Duy Ma mà hiểu rõ pháp môn tâm địa. Một hôm gặp đệ tử của Lục Tổ đại sư là Thiền sư Huyền Sách thăm hỏi, liền cùng với đại sư Huyền Sách đàm luận Phật pháp. Đạo lý đàm luận cùng với những lời các vị tổ sư nói đều tương hợp, bèn cho rằng Ngài là người cùng tông phái với mình. Đại sư Huyền Sách hỏi: "Đại sĩ, Ngài đắc pháp, ai vì Ngài chứng minh ở đâu đắc pháp?" Thiền sư Huyền Giác nói: "Tôi lúc trước nghe kinh luận phương đẳng đều là nghe các vị pháp sư giảng, đều có sự truyền thừa của mỗi vị mà không phải tự tôi học tập. Sau đó tôi xem kinh Duy Ma, liễu ngộ pháp môn tâm ấn của Phật, nhưng chưa có đại đức ấn chứng cho tôi." Thiền sư Huyền Sách nói: "Ngài tự mình xem kinh Duy Ma mà hiểu rõ. Nếu trước thời Oai Âm Vương, vị Phật thứ nhất thì có thể được. Nhưng sau thời Oai Âm Vương, nếu không có sư phụ truyền pháp môn và ấn chứng cho Ngài, đó đều gọi là thiên nhiên ngoại đạo, không phải là Phật giáo. Hiện nay có mấy người tự xưng là mình đã khai ngộ, tự mình ấn chứng cho mình, thì giống như trên đây đã nói đều là ngoại đạo. Ở nước Mỹ có vài người giảng Lục Tổ Đàn Kinh, khi giảng đến đoạn này không biết giải thích như thế nào. Oai Âm Vương, ý nói âm thanh của Ngài có thể phát ra rất xa, cũng có thể nói là bổn địa phong quang, chân tâm Phật tánh, và đó cũng chính là bổn xứ." Huyền Giác nghe nói là thiên nhiên ngoại đạo, bèn nói: "Nay thỉnh nhân giả ấn chứng cho tôi." Thiền sư Huyền Sách nói: "Tôi không thể ấn chứng cho Ngài, tôi không đủ tư cách, lời nói ra không đủ phân lượng, nói cách khác chính tôi chưa chắc đã khai ngộ, làm sao có thể ấn chứng cho Ngài. Ở chùa Nam Hoa Tào Khê có Lục Tổ đại sư, xa gần đều nghe tiếng, cho nên người cầu pháp ở bốn phương tám hướng đều vân tập ở đó. Lại nữa, Ngài là vị tổ sư kế thừa y bát, nếu Ngài muốn thỉnh Lục Tổ đại sư ấn chứng cho Ngài, tôi có thể cùng Ngài đi đến đó." Cả hai đồng đến viếng Lục Tổ. Huyền Giác nhiễu tổ sư ba vòng rồi chống tích trượng mà đứng. Đại sư nói: "Phàm làm thầy sa môn thì phải giữ đủ 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Đại đức ở phương nào tới đây mà sanh lòng ngã mạn lớn vậy?" Huyền Giác bạch: "Sanh tử là việc lớn, sự vô thường là mau chóng. Sư nói sao không hiểu rõ cái vô sanh và thấu suốt cái không mau chóng?" Bạch: "Đã hiểu rõ tức vô sanh, thấu suốt rồi thì vốn không có mau chóng. Sư nói như thế, như thế." Huyền Giác mới dùng đủ oai nghi mà lễ bái,
Kế một lát xin cáo từ. Sư nói sao trở về trống vậy? Bạch, cái tánh bổn lai tự nó chẳng phải động, há có chỗ trống sao? Sư nói ai biết nó chẳng phải động? Bạch, nhân giả tự sanh lòng phân biệt. Sư nói người rất đặng cái ý vô sanh. Bạch, vô sanh hả có ý sao? Sư nói không có ý thì lấy chi mà phân biệt? Bạch, phân biệt cũng chẳng phải là ý. Sư nói hay thay, hãy ở lại đây ít nữa là một đêm. Lúc bấy giờ gọi là một đêm giác. Sau vĩnh gia, huyền giác thiền sư có làm bài ca chứng đạo ca, truyền bá ở thế gian rất thịnh hành. Sau khi tịch, người được xác tặng là vô tướng đại sư. Lúc bấy giờ, người ta xưng là chân giác thiền sư. Giảng, vì thế huyền giác cùng với huyền sách đi đến chùa Nam Hoa, tham lễ lục tổ. Sau khi đến, huyền giác tay cầm tích trượng nhiễu bên phải lục tổ đại sư ba vòng. Sau đó mới chống tích trượng mà đứng, giống như nổi giận vậy. Lục tổ đại sư nói, ông là sa môn, là người xuất gia, cần phải đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, tức quá khứ 1.000, hiện tại 1.000, vị lai 1.000. Cái gì gọi là 1.000? Đi đứng, nằm ngồi, mỗi mỗi đều có 250 oai nghi, hợp lại là 1.000. 8 muôn tế hạnh, vốn là 8 vạn 4.000 tế hạnh. Đại đức ông từ đâu đến? Tại sao sanh ra ngã mạn lớn như thế? Ý nói huyền giác không có đảnh lễ lục tổ, cống ca ngã mạn. Huyền giác ứng đáp, tại sao con phải như vậy? Vì sanh tử là việc lớn nhất, quan trọng nhất, mà quỷ vô thường không biết đến lúc nào. Ý nói tôi là người dụng công, chỉ biết dụng công liễu thoát sanh tử, làm gì có thời gian hành lễ, những cái khác đều buông bỏ, không để ý đến. Lục tổ đại sư hỏi, tại sao ông không minh bạch cái vô sanh mà liễu ngộ đạo lý vô thường tấn tốc? Thiền sư huyền giác trả lời, tôi đã hiểu rõ rồi thì không còn sanh tử nữa. Tôi đã sáng suốt thì cũng không còn sự mau chóng nữa. Vậy sao lại sợ quỷ vô thường mà làm gì? Căn bổn vốn là không có. Lục tổ đại sư vừa nghe biết huyền giác đã hiểu pháp, liền ấn chứng rằng, như thế, ông dụng công như thế là đúng rồi. Thiền sư huyền giác sau khi được lục tổ đại sư ấn chứng, liền chỉnh đốn y phục, cổ túc oai nghi, đảnh lễ lục tổ đại sư, trong chốc lát liền cáo từ ra đi. Lục tổ đại sư nói, ông không nên về nhanh quá vậy, ở đây vài ngày. Thiền sư huyền giác trả lời, con vốn không có động, vốn không có đến, cũng không có đi, thì làm gì có cái nhanh. Ngài đang cùng với lục tổ đại sư dụng cơ phong. Lục tổ đại sư lại hỏi, cái gì biết không động, biết không có đến, không có đi là cái gì, là ai? Thiền sư huyền giác trả lời, đó là nhân giả sanh ra cái tâm phân biệt. Lục tổ đại sư nói, ông rất biết nói, ông nói ra đều hợp ý vô sanh, lại ông nói ra rất diệu, cũng rất thông minh. Thiền sư huyền giác nói, đã là vô sanh thì từ đâu có cái ý, đã vô sanh rồi tại sao lại có cái ý nữa? Lục tổ đại sư nói, vô sanh không có ý, vậy thì ai phân biệt? Thiền sư huyền giác nói, tuy có phân biệt nhưng không có ý phân biệt. Không phải ý phân biệt thì là cái gì? Đó là diệu quan sát trí sanh ra, cho nên nói phân biệt tức không phải là ý. Lục tổ đại sư nghe thiền sư huyền giác nói về đạo lý vô sanh sâu sắc như thế, vui mừng nói, ông thuyết rất hay. Vì thế, lưu huyền giác lại một đêm, đương thời Phật giáo có điển cố nhất túc giác, chính là nguồn gốc từ đây, tức là ở lại một đêm liền được khai ngộ. Sau đó, huyền giác đại sư trước tác bài chứng đạo ca thạnh hành ở đời. Sau khi viên tịch, triều đình truy tặng là vô tướng đại sư, đương thời tôn xưng ngài là thiền sư chân giác.